Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ được chọn là điểm dừng chân của chương trình Camera Giấu Kín. Và tình huống mà chương trình thực hiện là tay bán ngô luộc khoai nướng. Ekip làm phim đang tiến hành chuẩn bị đạo cụ để ghi hình. Trong khi tấm biển đặc biệt đang được họa sĩ thiết kế, thì diễn viên được đạo diễn chỉ cách cân đong đo đếm hàng hóa. 24, 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
Mọi thứ đã sẵn sàng cho tình huống ngày hôm nay. Và diễn viên chính của chương trình là Adrian và Sandria. Nhìn thấy gì chưa? Đây là khoai nướng và ngò luộc. Hôm nay tôi và Adi sẽ bàn những mặt hàng này. Hy vọng rằng người dân Hải Phòng sẽ chào đón những món ăn bình dân này. Chúng ta cùng bắt đầu đi bàn nhé. Khoai đây, khoai đây. Khoai đi. Ngò luộc đi. Cặp vợ chồng Tây xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người dân Hải Phòng. Họ nhìn ngó, ngạc nhiên, thích thú, có người xúng quanh mua hàng cho diễn viên, có người lại nhìn theo không rời mắt. Và tất nhiên, có những người bật cười sảng khoái khi thấy hình ảnh độc đáo này. Chưa thấy bao giờ. Đây đây là mới lần đầu tiên ý. À, mình chưa, bây giờ lần đầu tiên ạ. Cho nên mình rất là hiếu kỳ, mình ra xem. Giỏi. Quá tốt. Chưa bao giờ thấy người nước ngoài bán hàng rong tại Hải Phòng. Bây giờ lần đầu tiên tôi mới gặp. Chưa. Lần tiên nhìn đấy. Có quan sát vào cái cách thức bán hàng đấy thì thấy người ta là cũng như là một người Việt. Chứ nếu như mà người ta thì cái nét mặt của người ta mà nó không phải là người nước ngoài thì trông cũng không khác người Việt lắm ấy. Địa điểm đầu tiên chương trình quyết định bấm máy là đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ai khoai nướng ngò luộc đó? Ngay khi xe bán hàng di chuyển trên phố đã có những ánh mắt nhìn đầy chú ý. Chờ em qua đi! Và vị khách hàng đầu tiên chạy ngay qua đường mua cho Adrian và Sandria. Tôi ăn ngô. Ăn ngô. Bao nhiêu một củ khoai? 40.000 một cân. 40.000 một cân. 40.000 một cân. Bao nhiêu một cân ngô? Đắt quá. Đắt. Đắt. Đúng chưa này, chín chưa? 40.000. 40.000. Đắt quá. Mua 2 củ khoai. Không phải là đắt. Đắt. Quá đắt. Bình thường thôi. Bình thường. Tây không chém. Nhưng mà người Việt phải trả giá. Đúng không? Đúng. Bao nhiêu tiền cái ngô? 7.000 thôi. 7.000. 5.000. 5.000. 5.000 một cái ngô. 10.000 hai cái có bán không? 5.000 bán. 5.000 nhá. 5.000. Ok được. Bởi vì cô là khách hàng mở hàng. À mở hàng. Ok. Quyền máy đặc biệt. Thank you. Cảm ơn cô nhé. Qua đi. Xe khoai ngô di chuyển tới đâu là mọi người nhìn theo đến đó. Chào chị. Chị mua gì? Khoai nướng ngô à? Ngô thì anh ở đâu đến? Từ Ba Lan. Ba Lan. Thế sao anh này lại sang Việt Nam để bán hàng này? Để trải nghiệm. Anh chị bán hàng này được bao lâu rồi? Tháng gì? Hơn một tuần thôi. Khoai luộc à? Không có khoai luộc à? Không, chỉ có khoai nướng thôi. Cảm ơn. Không có khoai luộc à? 7.000. 7.000. Vâng. À, thế
anh chụp với anh chị một kiểu ảnh. Anh chụp cái biển bán hàng của anh chị ấy. À, em muốn dạy cho sinh viên của em giống như anh chị. À, ok. À. Okay. À, anh chị đang làm một cái việc rất là thú vị. À, mình làm như vậy để trải nghiệm xem thế nào đúng không? À, xin cảm ơn. Chúc anh chị bán hàng được thật nhiều. Trước cửa trường trung học Thinh Ảnh của vợ chồng Tây ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Có nhiều em nhiệt tình ủng hộ, các học sinh chỉ trỏ, cười lớn bảo nhau ngắm nhìn hai vợ chồng. Đây, mày không có loa, loa đấy. Có người còn truyền lại cho Andre chút kinh nghiệm để bán được hàng tốt hơn. Và có cả những người tốt bụng đã giúp hai diễn viên Tây đưa xe lên lề đường để không ảnh hưởng tới sự lưu thông của mọi người trên phố. Hầu hết mọi người đều chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh Tây bán hàng rong trên phố. Cô thấy thế nào khi thấy hai người nước ngoài đi bán hàng Việt Nam như thế ạ? À, thế thì đấy, tốt quá. À, họ rất là thân thiện và gần gũi. Anh đến lạ thì anh mua có gì đâu, thú vị. Độc đáo và rất là, họ rất đúng cách và rất nhiệt tình. Các anh này vui tính này, là rất là tình cảm đấy chứ. Gần gũi với người Việt Nam. À, rất thú vị và rất là vui. Em thấy hay ạ. Vâng. Chúc họ bán nhanh hết hàng về sớm, đỡ thì phải đi khắp đường Hải Phòng. Sao không nương nhiều khoai mà bán? Phải lấy thêm thì sẽ ra đây là. À, thế hả? Chờ tí nhá. Đã. Đắt hàng rồi. Ngập khiện phải. À, cảm ơn chú nhá. Sau 15 phút mở hàng khoai nướng đã được bán hết sạch, đạo diễn chỉ đạo cả đoàn dừng lại tại một điểm tập kết để chuẩn bị thêm hàng hóa cho các điểm bán tiếp theo. Chỉ 15 phút sau khi mở hàng, chúng tôi đã bán hết sạch hàng rồi và bây giờ phải dừng lại để lấy thêm để bán tiếp. Đường Minh Khai, quận Lê Chân là địa điểm tiếp theo của chương trình. Ở điểm này, đạo diễn quyết định để cho Sandria đi bán một mình. Sự xuất hiện của chị làm huyên náo cả một con phố. Họ tò mò, thích thú và cảm thấy lạ lẫm với hình ảnh một cô Tây đi trên phố như thế này. Ê, khoai nướng ngon lớn đi! Để cân à. Khoai bán nào đi? Đây. Khoai 1 cân 10. 1 cân 10.000 đấy. 40.000. Em mua một củ thôi anh ơi. Em của em nói ăn mà ba tiền cũng ngon. Để còn có 2 cái thôi à? Không. À còn nhiều. Đấy mua một cái này. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 2 năm. Hôm nay bán ở Hải Phòng, ngày mai bán ở đâu? 7.000 đấy nhá. Chưa biết. Chưa biết á. Tìm hiểu ẩm thực văn hóa của Việt Nam. Có lại còn một cái ngô mua cho người ta đi, còn mỗi một cái này. 40.000 một cân. 30.000 một cân. 30.000 một cân. 35. Hay quá. Đừng đùa. Bao nhiêu tiền? Không được quay chuyện lỗi rồi. Tình ái nhỉ? Sang bên là đi, như này là du lịch chơi gì? Nhưng chưa về vòng qua một năm như thế. À. Tốt nghiệp trường rồi. Bác cảm ơn anh này. Chưa biết công việc nặng là gì. Có khá nhiều người sẵn sàng ủng hộ cho San. Không ngờ là người dân Hải Phòng lại hiếu khách như vậy. Chẳng mấy chốc hàng đã lại hết. Lại bán hết rồi. Để không mất quá nhiều thời gian cho việc quạt than để nướng khoai, đạo diễn đã sử dụng bình ga kích lửa để nhanh chóng có được những mẻ khoai chín thơm. Địa điểm số 3, phố Đinh Tiên Hoàng. Khoai nước ngon lắm đây. Mua không coi. Tiếng giao rõ ràng rành mạch của Sandria khiến ai cũng phải chú ý. Nhiều người không tin vào mắt mình khi thấy Tây đang đi bán khoai bán ngô. Tò mò, hiếu
kỳ cho tới khâm phục cách bán hàng rất chuyên nghiệp của hai vợ chồng. Nhiều khách hàng tìm đến mua hàng, họ muốn xem khoai nướng, ngô luộc của Tây thì khác gì so với của người Việt bán. Bán ngủ ra. Ngủ. Các bạn bán. Bán chứ. Bác cứ nói cho đâu. Ngô luộc. Ngô luộc. Ngô luộc. Khoai nướng. Khoai nướng. À, rất Việt Nam. Vâng. Cho nói tiếng Việt của cho anh quên gì. Muốn làm việc thì phải biết. Bao nhiêu? Thế mỗi cần là 40. Mỗi cần là 40. Ngô bao nhiêu một cái? Một cái là 7.000. Ngô 2.000. 7.000. Đó, 7.000 mỗi cái. Chọn 2 cái, anh 15.000. Ok. Sao là bao tiền? 6.424. À, có bạn gì? Có bạn gì? 24. Đấy, thấy chưa? 6.424. Nào, ôi trời, quậy thế. Mà nói tiếng Việt xoáy ấy. Cảm ơn anh vì khen em. Mua không? Mua luôn. Mấy cái? 10 cái à? Bắt bịt à? Đây, bà, cả, đây, cả gia đình. Đây, cho cả em này đi bán ngô được không? Đi cung, đi cung, bằng cung. Được ăn chia. Phòng khách nhá. Hai cái này là bao tiền? 14.000. 14.000. Cái này là bao nhiêu đây? 15.000. Em rút toàn lắm nhưng vẫn biết đây là bao nhiêu nhà. Bán được nhiều chưa? Ôi, buổi trưa thì đã có rất nhiều. Bởi vì đã có rất nhiều đứa học sinh mua. Sáng nay làm gì? Sáng nay bán ngô. Làm việc. Làm việc bán ngô. Làm việc của người Việt Nam bán để biết thêm nhiều về văn hóa và phong tục và người Việt Nam nói chung. À, thế à? Ở Tây đi bán ngô là gọn giỏi đấy chứ. Bởi vì chúng em muốn làm tất cả mọi việc thử. Em ơi, mua cứ vài bé thôi. Đây, cho cái này. Nhưng mà hết những cây nhỏ hơn rồi. Xe này xe của ai? Của bạn. Của bạn này. Thế xe của nó một ngày trả bao nhiêu tiền? Ôi, không có, không có tiền ổn định là 15% những gì chúng em kiếm. 15% thôi. Nhưng mà bây giờ thì cháu rất mệt rồi. Thế phải đi như thế này thôi. Cảm ơn okay. Chị nhá. Hãy good day, good day nhá. Về ngôn ngữ thì rất thông thạo. Truyền đạt thì rất là tốt. Tiếng Việt hơi chuẩn ạ. Hơi sượng hơn của người Việt Nam. Chắc là chưa có nghề bằng người Việt Nam nên là không. Bạn này đắt hàng. Đắt hàng. Đắt hàng. Nhiều. Bây giờ mới 4 giờ thôi, nhưng chúng mình đã bán hết sách rồi. Nhưng chúng mình đã kiếm được 750.000. Công việc này thật là thú vị. Nhưng bọn mình sẽ không giữ số tiền này, sẽ trả lại tiền này cho chị chủ xe. Chị ơi, đây em gửi nhá. Xin cảm ơn chị. Và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị nhá. Trả lại sẽ cho chị nhá. À chị ơi, chị chưa? Cho em lấy lại cái này nhá. Đây, cảm ơn chị nhá. Chào chị ơi, chào chị nhá. Sau 3 lần bổ sung hàng hóa, San và Adi đã bán giúp chị chủ xe được số tiền lên tới 750.000, gấp 3 lần số lượng mà một người bán khoai ở phòng bán được trong một ngày. Thật là một thành công ngoài sức mong đợi của cả diễn viên lẫn ekip chương trình. Hình ảnh của những người dân Hải Phòng thân thiện và mến khách là điều mà chúng tôi sẽ còn nhớ mãi.